nước đây chảy rất là ngược. Thầy đang bơi ngược dòng nước. Bơi nó nặng lắm nha. Đúng rồi, thầy bơi rất là ngược. Bơi không nổi đâu thầy, mình đổi lại chiến lược đi, A Di Đà Phật. Đổi chiến lược đi. Chạy luôn đi. Kính thưa cả nhà, giờ chúng con kính chào hết toàn thể quý khán giả yêu thương trong và ngoài nước. Hiện nay đây là chương trình bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên của toàn thế giới. Hy vọng mọi người khi cô quý cô bác anh chị xem được, mọi người cũng dạy con em cháu của mình là bảo vệ môi trường, sông nước, tài nguyên thiên nhiên, trời và đất đã cho, chúng ta phải biết quý trọng và giữ gìn cả nhà.